sữa sữa này vậy? Sữa này ngoài hoài luôn vậy hả? Bắt đun dừa ở đây nè. Trời, con này dập sữa rồi, đừng có bóp. Dạ. Yeah. Này không lấy cái thao bỏ vô. Nó bay không? Non mà bay gì, không lấy cái thao ra. Dạ, bay. Rồi xịt sữa luôn rồi, đúng rồi. Con này sữa ra đây. Trẻ xịt ra rồi còn đâu nữa. Con nó già rồi mời chú. Già rồi. Dạ sao ăn? Mày mày. Mày nó già chứ mày này phải thấy làm sớm ngon ha. Nè, rồi con này còn được nè. Nè. Thấy nó không? Trời ơi, nó bò vậy sao dám ăn trời. Thấy nó không? Thấy xong gỡ ra để trong ly hồi gỡ. Trời ơi, mất công nữa không. Trai tao không có, mày ăn đi. Trời ơi, trong này nhiều lắm thôi ơi. À, đi nè con này, lấy bỏ ra đây tao. Sao không trẻ xui người con này, cái lá mình đủ mình chiên ha. Trời, ta chẻ trên đầu cũng chẻ xịt 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 tới ra nữa rồi. Chưa hả? Chưa. Rồi nó ăn từng lớp vậy. Cây dừa mà bị con đuông ăn. Bây giờ đốn cây dừa bắt con đuông, ăn lại con đuông. Mẹ này béo lắm. Trời, con là con nhìn thấy là con không có dám ăn rồi đó. Chiên hả, xào hành? Anh này mới lợi hại nè. Má anh này nó ăn chết luôn. Ra đi, ra. Cái này còn không? Ăn được con luôn là không còn cái củ hủ. Con đó còn đó, trong đó còn đó. Ở phía bên kia còn kìa. Ủa, đây trong đây còn nhiều lắm nội ơi. Đó, ngay chỗ đó đó, còn á. Đó. Rớt á. Mẹ ở đây. Bỏ nãy vô đi con này chị. Mới đã nè, con đó mới ngon đó, nó ăn sống được đó. Trời ơi, con tươi quất bỏ hỏng quất luôn này hả? Ừ, gì ăn sống hả? Ừ, rồi ghê vậy, tươi hơn chút nữa nó sạch bóng luôn. Ôi, con gì đây mà nằm dưới trong này nó quá mày. Ừ? Trong này thế nào cũng còn nằm, sao biết hết này hết. Nó đợi nó đâu có lỗ nữa, nó tới đây hết nè. Lỗ là nó đi đó ông ơi. Lỗ là nó ăn vô đặng nó đẻ nằm trong đó. Mẹ ở đây nè, xuống lỗ đây coi con này với mẹ nè. Ba cục bển nãy sao giò mày đạp tiêu chân rồi. Mấy cục nó già mà. Già không già? Giờ nãy giờ không bỏ vô một muỗng. Nó còn. Cải tao không lỡ ra luôn đi. Không có. Có đâu mà đạp tiêu. Không có. Có một con già kìa. Bù xe bù xích vậy nè. Ủa cứ ngắt rồi ăn uống gì nữa. Mẹ ăn gì chứ nhai được. Thằng nào không có lợi. Chú mẹ lú đầu kìa. Đầu rồi. Đầu lú đầu. Nè, lú ra nè. Nè, rút vô nè nè. Thấy không? Nhẹ bỏ họng luôn. Ông ăn đi không phải. Con tươi, con kia kìa, con có cánh mà nó tươi cái nữa, bỏ họng đại luôn. Đó là nhiều lắm. Dám ăn luôn hả chú Phê? Bình thường. Ơi, ăn con đun dừa sống luôn. Ừ. Trời, hôm vũ kìa, nó bắt thư gì nè, nó bỏ họng lia lịa luôn, sợ hết không? Trời ơi, mấy cha ơi, sao ăn được trời? Mẹ nó ăn mà bà Tám với bà Năm ối luôn, nó chạy về luôn. Cái đó già không có đâu. Chắc cái này đi. Tao nào quất tao nấy đi. Con đó già rồi, ăn uống gì? Con này nhớ con dừa dữ lắm. Nó ăn rồi nó thành một cái tổ. Tổ gì nó ở rồi bắt đầu mới lấy ra chứ không có. Trời, này ta sống luôn chứ. Ừ, ăn sống nghe thấy kinh khủng không? Ừ. Béo lắm. Ghê không? Bò nhúc luôn. Ăn con nào lương đấy. Con 25.000 ăn con. Trời ơi, 25.000 con. Ừ. Rồi. Có gì thì còn không bán nữa. Vô đi. Mẹ có ông ngoại lượm đuông dừa. Con này lạ lùng luôn nè. Ăn đi chú ba làm con chú ba. Thôi con sạch nữa kìa, hồi lửa con sạch nhất á.
mà nó trắng tươi à. Vậy là nó trên đỏ mà nó trắng tươi đã lắm. Cái ghê còn cái mà đẹp dữ lắm. Gớm. Nè rồi. Cắt lấy cái máy bổ này đây cái này. Cái máy bổ mẹ này đây cho nó mau gỡ ra cái. Đẻo phải đẻo cẩn thận, không thôi là nó bị trúng con đuông là nó sẽ bị bay sữa nó ra, không còn ngon nữa. Không có. Bên kia. Bên này nè. Mẹ mẹ không nghe nó thổi của ai vậy? Thổi của bà Sáu gì mẹ không biết. Có luôn. Lên trên luôn rồi nó ra rồi. Nó ăn lên lỗ đó nó đi ra rồi. Xuống đây chặt nữa. Ra rồi. Đi rồi. Rồi hết bẹ đó, hết rồi đó. Vậy hết cây dừa được chừng 20 con đuông là cùng. Đây còn nhiều lắm chứ chưa đâu. Còn sót đó. Đạp dẹp lép luôn rồi. Qua chỗ đã. Xích ra con. Sao tước lỗ không ạ? Sao tước? Chặt ngay cái lỗ rồi chừng banh con đuông đó. Xích ra ngoài chút luôn. Nó dở lên nó tách ra chứ gì đó. Ra tao dở anh cha. Wow. Mẹ mẹ gì để ông ngoại bắt con đuông ra. Rớt cái bẻ đó đi. Chưa đứt kìa. Làm đi đủ mẹ mỗi tay hết mẹ nghỉ chút chứ. Mẹ, mẹ đi ở đâu nghỉ nữa. Về lấy đồ nữa nè thầy ơi. Mỗi tay hết mẹ đây cả. Con cũng mỗi tay. Đó con kìa cha. Kìa lú ra kìa, đó bò nó giờ kìa. Trên chắc nó đi hết, ở dưới không có. Đó nó bò kìa. Ui, nó bốc ra. Thành trâu quá trơn. Kìa đó con kìa cha nó nhỏ xíu nó bò kìa. Nó gớp ngoài luôn rồi kìa, đó chú bạn. Kìa nó lụi lên kìa cha, nó lú đậu lên kìa. Kìa nó lú đít ra kìa. Cho chặt coi chừng nó bị. Nó bị ấy đó, nó bị. Nó bị bể á. Bị xẹp. Bị xẹp. Đó, bắt. Đó. Ồ, ghê quá. Quá quá quá. Nó con. Chích gà vô. Đó, mua ghê người ta bắt. Kìa nó nghe chú ba đó đó thành sâu luôn đó con đuông đó mấy con banh ra luôn gớt dưới hết trơn rồi chú ba bỏ nó trùng trùng nó bỏ dưới hết trơn kìa nãy giờ mình thấy làm sớm nhiều cho mà coi đi bộn. Ui nè. Đó là ai vậy? Anh. Con bé. Ui nè. Nhìn nó bộ. Để nó bay kìa ông bác. Đâu? Wow. Trời ơi cô. Nguy hiểm vô. Đập đập. Trời ơi trời. Đó phải lấy. Đây là đây. Mày. Dứt liền. Mày. Wow, mấy con này đã phê. Đã quá. Đã không? Kìa, ông chặt xịt sữa luôn, nãy cắt xịt sữa một con rồi kìa. Đó. Ui. Xịt sữa luôn rồi.
đi hết rồi còn đâu nữa mà. Ăn cây dừa hay con dữ. Gì? U đã quá trời đã luôn. Khoan không? Bộ anh ta mình đây đúng mẹ. Mẹ cũng ghê. Con cũng ghê nữa. Rải vào. Dặn hoài sao con? Bu con. Ừ, con xích ra đi, con đựng lại chỗ đó. Sâu không rồi thành sâu. Dính bẹo như này không rồi, thành sâu không rồi. Thì tại hồi nãy ổng đứng cắt rồi chết chỗ này con này móc cái này ra sao nhìn dính dính nhau kỳ nè dai dính nhau quá vậy. Dạ trên này nè không trên này nè. Ừ. Đi hết rồi, mấy cái đó đi hết rồi chú ơi. Đi hết rồi. Đây nè. Đứt luôn rồi. Bể luôn rồi, bể sữa luôn rồi. Vô đẩy đi. Bể sữa luôn. Quá trời luôn. Chặt chặt ngang mà ghê quá, mấy cái lỗ nó đi hết rồi không còn đâu. Ơi lấy dao lên. Hết rồi. Còn. Ồ nó bò kìa, nó bò trong cây dừa kìa, đó nó bò đó. Nó lội lên. Gì? Nhìn cái đường nó luôn đó. Mẹ lụm bỏ con. Mẹ đâu có dám lụm con nữa. Anh mẹ thấy. Anh. Mẹ thấy nó mẹ sợ uống xỉu rồi kia mẹ lụm. Ồ, con nó lạ quá. Ôi, con nó phải sạch, quất con nó thầy luôn. Hết giờ rồi, hai em. Dạ, chơi ngủ đi. Trời ơi, cà quẩy, cà quẩy, cà quẩy kìa. Đầu hết. Cái này giống như con vừa vẽ vậy hả chú ba ha? Ừ. Cười. Ghê. Mướn còn 10 triệu đồng con cũng không ăn. Thiệt, ai mướn còn 10 triệu đồng con cũng ăn cái ghê cũng chết. Cười. Nhìn thấy nó bò. Mà chắc là đây là món ngon của mấy ông nhậu hả? Sài Gòn mắc mắc lắm mà. Ở Cần Thơ. Bán nhóc luôn. Mà ở đâu nó nuôi nó bán hay gì trời, nó nuôi đuông nó đốn dừa hả? Ừ. Chắc con nghĩ là nó nuôi trồng dừa để nó nuôi đuông nó chứ nó không có lấy trái. Có trong này nè. Dao còn chặt muốn đứt sao hướng ra. Chặt xéo không chặt mà ông để ông đặt ngang một bữa gì quỷ dừa này dễ chặt không chết. Rồi đứt. Đứt vậy? Con đó rồi. Đứt con đu. Đứt con đứt. Còn nó nằm bên cạnh đó đó. Cái này mà phải không ấy là củ hủ còn ngon ha. Miễn mà một cây dừa mình ăn con đuông là mình sẽ không ăn được cái củ hủ. Mà mình ăn được cái củ hủ thì mình không ăn được con đuông. Chỉ được 2 trong 1. Đó, có đó, có ngày chỗ đó đó. Lần trước á thì mình được lấy cây dừa để làm củ hủ rồi. Nhưng mà lần này không có làm được cái củ hủ nữa. Lần này thì mình lấy con đuông. Đặt mẹ luôn, không có.
chắc là nó đi hết rồi đó. Kìa, ở đó có ngay chỗ cái bẹ đó có cái cục đó kìa chú ba, có phải nó không? Nó trong bẹ đó đó, có cái ổ tén tổ kén đó. Nữa. Đó còn còn nhỏ xíu kìa cha. Đó. Trời ơi, đâu nửa ký vậy? 100 gram. 100, 200 gram có 1 cây dừa. Đó, có 1 con rồi đó, cha lấy dao anh lấy được rồi đó, để nó bể. Đây, chỗ tay cha. Chặt cái nữa nó bể á. Nó rút kìa, nó đang rút xuống. Đây nè, đây nè, đây. Đó, nó bỏ xuống từ từ để nó bể. Đó, ôi văng ra luôn rồi. Wow. Này mới có mà đâu không? Đi hết rồi. Đi hết rồi. Đuôn nó đi hết rồi. Mẹ, bịch đuôn này có ai vậy? Cái bịch đuôn này có ai vậy? Xịt mũ rồi. Chữa về mà còn sống cạp. Sống khuê. Sống khuê. Nghe tay, nghe tay anh con. Đâu? Cái tay nghe, cái tay đây nè. Có không ở ngoài môi kìa. Đi rồi. Yeah. Nó ăn rồi nó quện lại. Nó quện lại thành một cái tổ. Kìa ông ngoại lấy ra. Quá trời luôn. Luôn. Đây luôn nè. Ông ơi, nghe tai ngoại ba con luôn kìa ông ngoại. Wow. Trời ơi. Bịch đuông này có ai vậy? Phải lắm. Hả? Bịch đuông này của ông ngoại lấy á. Không biết. Ơi. Mẹ nữa làm đi, con coi, con lo coi bé tay. Ờ, con lo coi đi. Đúng rồi, con lo coi máy bay đi, mẹ lo làm. Đó, bắt nó. Con rồi con. Vừa con hả? Sâu hả? Cái đó là sâu hả chú ba hay là con gì? Sâu quá. Sâu. Chết mẹ rồi, đứt rồi. Đứt đuôn hả? Chưa, còn bò kìa chú ba. Ừ, ừ, dở gần cái ba bốn con luôn kìa, thấy ghê không? Kinh khủng. Wow. Đây đang chạy mà bán nhiêu à? Trời ơi, nó làm kìa. Wow. Mình thấy mình ghê quá. Quay con này nè. Ông ba ăn sống con mà. Con đẹp sao dám ăn? Có gì đâu thì nó cũng là dừa không chứ có gì đâu, dám ăn sống mà. Wow. Làm vũ mà chịu là nó bỏ không, nó vớt con này nè. Wow. Sạch lại vớt con này nè. Ừ trời, vậy mà nó ăn xịt sữa. Không đã ha. Bởi. Ừ. Không còn. Không còn nữa hết rồi. Không. Còn nè. Tay nè. Còn đây nữa nè. Nha. Wow.
chắc chừng tô nhỏ chứ gì. Đây hai thằng nhậu mẹ không hết, ba thằng không hết. Mấy ông nhậu mấy ông có ăn đâu mà hết. Ôi nó bò kìa dâu, con sợ không dâu? Sợ không sợ. Mà người ta ăn người ta thấy ngon đó, gì nè người ta rửa ra nó xào người ta ăn đó con. Chiên xào con ăn không? Ăn. Ăn hả? Ném bò. Bò ra ngoài kìa. Bò ra rồi nó bò chạy dưới hồ thấy không? Bò là cái gì? Bò sao con này con gì không? Đuông dừa. Đuông dừa.